Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Và chúng hình của cô chú anh chị Hoàng, đây là những hình ảnh của con đường trồng, của cái cầu Trần Phú, cũng như đi qua mé bên kia sẽ là con đường Trần Phú này. Và đi ngược lại thì sẽ là qua con đường biển Phạm Văn Đồng, qua khu vực phía bắc của thành phố Nha Trang. Trong video ngày hôm nay, em xin gửi đến cô chú chị vào một số hình ảnh của đường phố cũng như cập nhật tình hình cuộc sống của Nha Trang. Vào tối hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2022, bây giờ này thì cũng tầm khoảng 8 giờ tối rồi. Thời tiết Nha Trang ngày hôm nay là mưa nguyên ngày, trời âm u. Và giờ này em đang đi thì trời vẫn còn đang mưa rất gắt, nhỏ hạt. Và qua đây là thuộc con đường Trần Phú, đại lộ Duy Tân khi xưa. Ngày nay nó là một con đường biển xinh đẹp, con đường biển đô. Ngay vị trí này đi về trung tâm của thành phố thì sẽ là khoảng 2 cây số nữa quý vị. Và đoạn này thì gần công viên, bên tay trái là công viên của Alexander Jensen, bên tay phải là tòa nhà Mường Thanh Luxury nằm ngay góc chân cầu Trần Phú. Và ngay chỗ này là ngã ba xuống cồn và con đường Trần Phú. Rẽ bên tay phải thì sẽ đi vào con đường xuống cồn, hướng ra giao lại với con đường 2 tháng 4. Thì do hiện tại là cây cầu xuống bóng đang thi công, cho nên là xe tất cả đều lưu thông qua cầu Trần Phú và có thể đi hướng qua cầu xuống cồn, con đường xuống cồn để mà qua lại đường 2 tháng 4. Còn những xe nào không muốn đi qua đường 2 tháng 4 thì có thể lưu thông tiếp trên con đường Trần Phú này và có thể rẽ qua bên con đường Gia Sen để mà hướng đi lên vào xây Mão Vong hoặc là lên quốc lộ. Trời mưa cho nên là các cái quán hải sản đồ nó cũng khá là vắng vẻ vậy. Mưa thì mọi người ít ra đường hết. Hôm nay cuối tuần mà như thế này là đường phố khá là vắng đó. Và hiện tại giờ này trời cũng đang mưa nè. Mưa mỗi lúc là lớn hạt rồi. Chú Nhật Bản là ngã ba của con đường Phan Châu Trinh và con đường Trần Phú. Ngay vị trí này là công viên Yến Phi bên tay phải rồi. Thường là vào buổi tối là khu vực biển của con đường Trần Phú là rất là đông người mà ra dạo biển và ngồi hóng mát, hóng gió biển. Nhưng mà tình hình thời tiết như thế này, mưa như thế này thì cũng biển vắng lắm, chúng ta ra đây ngồi này. Trời mưa này như thế này thì đâu có ai ra về biển làm gì. Cuối tuần các quán ăn uống là cũng vắng, mới chi là biển. Trời mưa. Ra biển là lạnh lẽo chứ không có thấy mát mẻ nữa. Và sóng biển nó cũng lớn.
Đoạn này của đường Trần Phú là bên tay phải là viện Pasteur. Viện Pasteur rất là rộng quý vị. Và đối diện là điểm nằm trên con đường Trần Phú này. Bên cạnh của viện Pasteur đó là cái Sunrise Hotel Nha Trang. Và đoạn này là bên tay phải quý vị là cái Hotel Sunrise này. Cô chú chị bạn ghé một vòng qua bên biển thử thêm sóng biển nó như thế nào. Góc này là con đường Jensen và con đường Trần Phú. Ở ngay vị trí này là có một quán bia club. Biển quán tanh luôn rồi, không có một bóng người. Và hình như là sóng biển nó đánh vô, nó đẩy những cái bờ cát lên thành từng ụ ụ ụ rồi. Đồng biển này em đang đứng là đồng biển của đường Gia Sen giao với con đường Trần Phú. Đó, sóng có những cơn vô cũng khá là lớn. Trời mưa ướt át, biển cũng như công viên không có người. Thường vào cuối tuần là trời mà nắng nóng không có mưa rồi sẽ rất có nhiều người ra khu vực biển này dạo chơi nè, mà mưa như thế này thôi chứ ra đây là ướt át hết. Sóng biển cũng khá lớn quý vị, sóng biển lớn nên nó đẩy mấy cái bờ cát vô đây lên thành những cái ụ rất là cao luôn. Ngoài kia là con đường Trần Phú. Ngay vị trí này là có một cái quán club. Club này là club Yasaka đó vậy. Lớp em thấy cũng khá là vắng. Thì ở Nha Trang thì ở ngay vị trí này là có club Yasaka, và ngay vị trí tòa nhà Havana thì cũng có hai cái club, club Paradise và club Havana. Biển tối nay khá là buồn. Wow, lâu lâu có con sóng rất là lớn luôn rồi.
cuối tuần một cái lớp cũng chỉ được một hai người, vắng quá. Ở đoạn này là khu phố ăn uống của Yasaka, khu phố ăn uống anh cũng như là cà phê. Đây vị trí này là cả Nha Trang Palay. Em đang lưu thông trên con đường này, đó là con đường Yesen nữa mình. Lúc này con đường Yesen đi thẳng thì cô chú chị bạn sẽ đi lên khu vực của Mã Vòng. Và qua khỏi Mã Vòng thì sẽ là con đường 23 tháng 10 hướng đi lên khu vực của Duy Khánh, cũng như lên con đường quốc lộ, con đường cải lộ tiến mới ngày nay. Thì 23 tháng 10 là lúc trước đó là con đường quốc lộ, ngày nay nó thuộc con đường quốc lộ 1C. Góc này là đường Hồ Hóa Thám giao với Yesen. Chỗ này nước nó không có thoát được, nó đậu. Đoạn này có các món nhậu, chân gà nướng. Đây là hãng xe buýt của phía trường, xe buýt đi sân bay Cam Ranh, đối diện với cái cổng của bệnh viện đa khoa tỉnh và bên cạnh của sân vận động 19/8. Gần điện lực của Thanh Hoa. Trước màn hình quý vị là vòng xoay con đường Yesen giao với đường Quang Trung và con đường Lý Thánh Tôn. Để bên tay phải thì cô chú thì bạn có thể đi qua con đường Lý Thánh Tôn cũng như là con đường Yesen, con đường Quang Trung, em xin lỗi. Để bên tay trái hướng này là đi trên con đường Lý Thánh Tôn hướng đi lên vòng xoay của ngã 6. Còn em lưu thông qua hướng này là tiếp tục là con đường Yesen quý vị, hướng đi lên khu vực của vòng xoay Mã Vòng và cũng là hướng đi lên Diên Khánh, lên con đường lên ngã Ba Thành, lên cây dầu đôi và lên quốc lộ. Cái chỗ này có quán cơm gà của cô Đài này. Ngày cái hội nhà báo thấy cũng đông khách lắm, chắc chắn là cũng có thể ngon á, bữa nào anh ăn thử. Đi ngang đây biết nhưng mà không có biết, chưa có vô ăn thử lần nào. Và mà trước hình quý vị đây là con đường Lê Thành Phương và với đường nhà sen. Lê Thành Phương khi xưa là con đường nhà thờ. Trời mưa gió như thế này thì các cái quán ăn uống là nó cũng vắng. Rồi các chú xích lô rồi cũng sẽ vắng khách hơn. Rồi chạy xích lô trời mưa như thế này cũng ướt át lắm vậy. Trời mưa như thế này thì mọi người họ thích đi taxi hơn, taxi cho nó khỏi ướt. Đoạn này là con đường Bà Triệu giao với con đường Nha Sen. Ngay chỗ này có quán bún đậu Chan Chan và quán con gà Tâm Anh. Con gà Tâm Anh cũng được rất là nhiều du khách
ăn uống. Và ngay chỗ này có hủ tiếu Nam Quang Bay John, nằm ngay góc con gà Tâm Anh, là nằm ngay góc của đường Bà Triệu và con đường Nha Sen này. Con đường Bà Triệu khi xưa là đường Triệu Ấu, và đây là giao giữa con đường Trần Đường và Nha Sen. Hai bên của con đường Nha Sen đoạn này là công viên 23 tháng 1, khi xưa là công viên Võ Văn Ký. Và trước hình của cô chú anh chị Hoàng, đây là những hình ảnh của khu vực Mão Vong, vòng xoay Mão Vong, và bên cạnh đây là cây xăng Mão Vong. Em đi qua đây là thuộc con đường 23 tháng 1. Đoạn này là đoạn cuối của đường Thống Nhất này, và nói dài là con đường 23 tháng 10, hướng đi lên Duyên Khánh, lên quốc lộ. Để bên tay trái là đi trên con đường Lê Hồng Phong, hướng đi Bình Tân, ra giao lại với đại lộ Nguyễn Tất Thành. Đại lộ Nguyễn Tất Thành là con đường đi qua đèo Phụ Hinh, cũng như đi qua Bãi Dài và hướng đi qua sân bay Cam Ranh. Hướng này là đi theo hướng phía tây của thành phố này, hướng này là hướng tây, phía tây của thành phố Nha Trang. Ngày lúc trước mà chưa có con đường cải lộ tuyến mới, con đường cải lộ tuyến mới là con đường quốc lộ mới ngày nay, là nó đi qua xã Vĩnh Phương và xã Diên Phú của huyện Diên Khánh, và đi qua xã Vĩnh Phương cũng như là nó chạy bọc phía bờ từ đèo Rù Rì qua tới ngã ba Thành. Từ khi có con đường cải lộ tuyến mới đó thì xe chỉ lưu thông qua bên đó, không có được đi vào trung tâm của thành phố Nha Trang nữa. Cho nên là con đường 23 tháng 10 này là không có xe lớn đi, xe lớn Nam đi nữa. Thì lúc trước con đường này là khi vào cửa ngõ phía Bắc của thành phố Nha Trang là trên con đường 2 tháng 4. Rồi sau đó sẽ đi qua đường Trần Quý Cáp và sẽ đi qua con đường 23 tháng 10 này để mà hướng đi Bắc Nam. Lúc trước đường 23 tháng 10 này là đường quốc lộ rồi, xe Bắc Nam là chạy trên con đường này. Đi trên con đường này thì bây giờ nó thuộc con đường quốc lộ 1C. Là gần với siêu thị Lotte Mart bên tay phải của chú Thiên Vạn, và ngã ba của con đường Thị Trưởng và đường 3 tháng 10. Siêu thị Lotte Mart là lúc trước là ngay vị trí đó là nó thuộc bến xe phía Nam cũ. Ngày nay bến xe phía Nam mới là được di chuyển lên cây số 6 trên con đường 3 tháng 10 này, nhưng mà vị trí là cây số 6 thuộc xã Vĩnh Trung của huyện Diên Khánh này. Và bây giờ hiện tại thì hướng từ ở phía dưới trung tâm thành phố đi lên Diên Khánh, lên quốc lộ thì vẫn chạy trên con đường 23 tháng 10 này như cũ, thì không có gì thay đổi, vẫn chạy một mạch trên đường 23 tháng 10 và rẽ qua một đoạn con đường B1 và đường A1 của khu đô thị Vĩnh Bình Trung, sau đó di chuyển tiếp trên đường 23 tháng 10. Còn hướng từ Diên Khánh đi xuống thì có sự thay đổi, đó là hướng từ Diên Khánh đi xuống là xe sẽ chạy lên trên cây cầu vượt và đi qua mé bên con đường Tố Hữu, Lê Hồng Phong và khu đô thị Hà Quang để mà xuống trung tâm thành phố. Cho nên là đoạn này bây giờ là xe bên kia, phía bên kia đường là rất là vắng, không có xe chạy nữa. Từ đoạn này tới đây thì xe không có lưu thông. Tàu lửa đang qua rồi quý vị.
đoạn này là chở xuống mảng vòng là không có lưu thông được nữa. Giờ chỉ lưu thông hướng một chiều dưới trung tâm thành phố đi lên trên đường 3 tháng 10 là một chiều thôi. Còn hướng trên Diên Khánh đi xuống thì đi trên cây cầu vượt khách rồi.